Okay, now let's move to part C. Listen and write. Are you ready? Yes. Nghe vừa thôi. C. Listen and write. One. King. 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 What can you hear? King. King. So what letter you write now? What letter? Letter K. 1, 2, 3, go. Cô Thanh đi một vòng, các ai không biết được letter K? Good job. Cô nhắc lại trừ Xin và Minh Anh và Minh Chí thôi nha. That's right. Here. Okay, letter K. Now, letter K. Okay, letter K. Danh Phong. I'm sorry. Khoa Vũ, letter K. Bảo Linh, good job. That's right, Nhân. Letter K. Okay, letter K. Okay, Minh Chí không phải biết letter K. Tông. Letter K here. Mộc Tràng. Good job. Now, number 2, listen carefully. Cô phê bình bảo Tùng nha. Number 2. 2. Lemon. 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 Which letter? L. Good job. Now write. Teacher check. L. Okay, xin. Trời ơi, bộ. Letter L, chỉ tay vào letter L. Đâu? Ở Khoa Vũ, letter L là letter nào? Viết teacher xem nào. Ok, good. Đâu, Khoa Vũ? Không thuộc cách viết bảng chữ cái là teacher phạt đấy. Đâu, Bảo Linh? Letter L, good job, Nhân. Bảo Linh, that's right. Ok, good. L. Minh Chí không phải viết. Ok. Hay, ok, Mộc Trà. Hay chưa, bà Tùng? Ngồi phải tập trung vào bài con nhau, không là cô phạt đấy. Now, number 3, the last one, number 3. Now, kangaroo. 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 With letter K. K. Now write. Teacher check letter K. Where? Good job, Mộc Trà. Number 3. Cầm cái bút cho đàng hoàng vào. Okay. Nhân. Good job. That's right. Ok con. Nào, viết đi con. Danh Phong viết letter K đi con. Danh Phong về nhà học viết bảng. Đây là letter J, letter K here. Ok, con xóa đi. Ok, Khoa Vũ. Letter K. That's right, Quỳnh Chi, letter K. Good. Now, the last one, number 4. Nhân. Jacket. Jacket. With letter J. J. Good job. Now complete letter J. Letter J. Ngồi thẳng lên con. J ngược rồi. Đâu, chỉ vào letter J đi, chờ xem nào mình. Các bạn không phải biết thì phải chỉ vào letter J chứ. Letter J. Good. Đúng rồi, letter J. Đúng rồi, Khoa Vũ. Ok, viết cho cô letter J nha. Về nhà tập viết bảng chữ cái cho cô. Nào, J ngược. Ngược rồi con, nhìn này, móc nó về bên kia mà. Good. That's right. Minh Chí, where is letter J? Chỉ cho cô letter J đâu. Đúng rồi. Letter J, good. Letter J ngược rồi con ơi. No. Ok, Mộc Trà, good job.